Điểm 4 đều. Vẫn là những đường cầu lao rất hay đến từ Ngọc Triều. Rất hay. Quá. Đây là Ngọc Triều và Đinh Mạnh. Ai sẽ là người đánh cầu lao đây? Không thấy. Cầu chỉ lên giữa sân thôi. Rất hay. Quá hay. Vô cùng tuyệt vời. Rất mềm mại. Rất êm đến từ Trần Ngọc Triều. Rất êm. Cái tay, bàn tay ma thuật đến từ Trần Ngọc Triều. Cầu 2 đây. Còn không, vẫn cố gắng đến từ Hoàng Anh. Quá tuyệt vời. Chào, bạn mình là Sport Hùng, đại lý bán lẻ các sản phẩm cầu lông từ thương hiệu Li Ninh. Nếu bạn muốn mua giày, vợt cầu lông Li Ninh chính hãng giá tốt, giúp tiết kiệm cho bạn từ vài trăm nghìn đến cả triệu thì nhớ nhắn tin cho Hùng nhé. Cam kết hàng chính hãng, chất lượng, check mã cốt kiểm tra thoải mái, chế độ bảo hành đầy đủ từ hãng. Vô địch trẻ vừa rồi là 30 củ, bây giờ sẽ là trận anh Tài 5 củ. Đinh Mạnh, Đinh Hoàng, đôi nam số 1 Việt Nam và thời điểm hiện tại. Đối đầu với họ đó là nhà vô địch. Thoải mái, một trận thoải mái. Nội dung đôi nam vô địch giải cầu lông. Cách đây không lâu thì tại các tài vật Facebook, các tài vật xuất sắc toàn quốc, Đinh Mạnh, Đinh Hoàng đã vượt qua Chí Đức và Lê Văn Tú để giành chức vô địch quốc gia. Đánh rất hay đến từ Hoàng Anh. Đây là Đinh Hoàng. Lập cầu rất căng. Cầu đang hút, cầu đang rất thông minh, để rất tự tin. Đội giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Vâng, 10 triệu. Rất êm đến từ Ngọc Triều. Ngọc Triều đang làm chủ hoàn toàn các đường cầu trên trận đấu. Bè vào nhanh em nhá. Điểm số 75. Tách rất nhanh đến từ Đình Mạnh. Vâng, vẫn chưa có một lần đập điểm, đập ăn điểm trực tiếp đến từ Đình Hoàng, cây búa tạ của Việt Nam hiện nay. Một trong những vận động viên đập mạnh nhất Việt Nam, Đình Hoàng. Rất hay. Bên này đang xuôi gió. Thủ cầu rất mạnh nhưng vẫn chỉ đến nửa sân thôi. Lách thay đến từ Đình Hoàng, chỉ đánh khi bầu trời không có gió. Đình Hoàng vẫn chưa quen đánh khi thời tiết có ánh nắng và có gió. Thủ cầu rất hay đến từ Ngọc Triều. Quá hay. Nhỏ thôi. Rất nhanh. Có điểm không? Vẫn chưa có điểm. Đẩy cầu rất hay. Vừa mới thi đấu trận chung kết xong nhưng Ngọc Triều và Hoàng Anh vẫn đang tỏ ra rất sung mãn. Tăng tốc rất hợp lý, cứ để bụng và dạ dày đi. Thầy Trần Tú sẽ mang. Vẫn còn một phản xạ quá tuyệt vời cho Trần Ngọc Triều. Chưa có lần nào mà Đình Hoàng ở trong trận đấu này đập ăn điểm được. Đập không ăn được sao? 8 điểm khi sân bên kia đang bị ngược gió. Có điểm không? Cái tay của Ngọc Triệu rất êm. Vẫn là những đường cầu đi xuống. Rồi lần thứ hai. 12, 15 rồi. Rất tay. Yeah. Alo. Ông đang tập trung về bé. Rất đáng tiếc. Bên này sẽ rất khó khi chiều gió đẩy thì bên kia sẽ rất khó. Loại thế. Đây là. Đây là trận siêu kinh điển. Rất tự tin. Vâng, Trần Ngọc Triệu và Hoàng Anh đã kiếm 30 củ rồi nhé. Hoàng Trọng Nghĩa nhé. Lên đồ trước đi. Quá êm cho Hoàng Anh. Anh Tài siêu kinh điển.
đang được diễn ra. Dưới bên anh nhận được. Và chỉ có là Hội đạo Việt Nam chúng ta mới có. Quá hay. Có cái đèn này nữa bật lên là sáng này. Không hiểu ý nhau. Hãy đưa tỷ số về, tỷ số cân bằng đi nào. Rất căng. Rồi. Vẫn còn cho Ngọc Triều. Rất êm mái. Vẫn còn. Đây rồi. Giải trẻ xuống vỡ đầu. Tiếp tục một pha bắt cầu. Rất tay. Cầu tấn công. Bắn rồi. Bắn rồi. Trận đấu đang trôi về những điểm số cuối trận. Không hết pin nhưng mà người hết pin rồi. Quá dã man đến. Và xử lý đầy kinh nghiệm đến từ Hoàng Anh và Ngọc Triều. Rất tay. Cầu sau sân. Rất nhanh. Quay. Vẫn còn. Cầu hòa sân. Khả năng Trần Ngọc Triệu đến từ người ngoài hành tinh rồi. Ngoài quá, ngoài quá. Rất nhanh. Cầu ngoài sân. Bắt bài. Bắt bài. Quá hay cho Ngọc Triệu và Hoàng Anh trong những pha xử lý vừa rồi. Ngoài rồi. Ồ, siêu kinh điển đang diễn ra dưới ánh sáng của những ánh đèn đường. Vẫn là cái góc trái. Không để cho dọa đâu. Vẫn là cái góc trái. Lại đang có gió. Không đúng lên nhé. Xuống để thủ cầu. Rất gió mà các vận động viên vẫn có thể đánh được tim cầu. Vẫn êm. Một cầu rất căng. Quá hay. Mỹ Bảy. Trọng tài đã quyết định cầu ngoài sân. Xin chúc mừng ông vua Hội Làng và xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem live của Trần Tú. Và cũng thay mặt trong một chút cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị con khách ông vua cùng với bà con địa phương đã lại để tham dự. Ông vua Hội Làng vẫn giữ nguyên cái tên. Nhân dịp đầu xuân năm mới phải nói là quá tuyệt vời. Hai đội sức khỏe, hạnh phúc, thành công.